bản tin sáng ngày 7 tháng 6. Lãnh đạo cơ quan an ninh thuộc Liên Hợp Quốc bị cách chức do làm gián điệp cho Nga. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga tăng 50% khi nước này thích nghi với lệnh trừng phạt. Ngoại trưởng Hungary đang ở Nga cho biết ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Đài Loan cấm cung cấp nguyên liệu sản xuất đạn dược cho Nga và Belarus. Chuyên gia quân sự Việc Israel kiên trì chiến tranh có thể nhận được lợi ích nhỏ, nhưng phải trả giá lớn. Trung Quốc hiếm khi khai triển chiến đấu cơ J-20 ở biên giới tranh chấp Trung Ấn. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, động thái Mỹ ném bom chính xác xuống Hàn Quốc nói lên điều gì? Quý vị đang theo dõi bản tin sáng thứ 6 ngày 7 tháng 6 của DKN Thời sự. Và ngày sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Thưa quý vị, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Moldova Igor Gogol đã bị cách chức người đứng đầu cơ quan an ninh của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc. Đại diện văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ở Moldova, Monica Van nói rằng cơ quan này rất quan ngại về những cáo buộc chống lại ông Gogol và xem chúng rất nghiêm túc. Bà nói, chúng tôi ngay lập tức thông báo cho tổng thanh tra và một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành. Chúng tôi đang điều tra các tình tiết và tạm cho các nghi phạm nghỉ phép hành chính, cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Hôm 5 tháng 6, hãng tin Insider đưa tin rằng sau khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine của Nga, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Moldova Igor Gogan đã chuyển thông tin bí mật cho tình báo Nga, đặc biệt là về chuyến thăm Moldova của đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine. Đại diện của cơ quan tình báo và an ninh ở thủ đô Chisinau của Moldova đã xác nhận thông tin này từ một cuộc điều tra của báo chí sau đó, cựu tổng thống minh trưởng Moldova được bổ nhiệm tại cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc ở Chisinau. Hãng tin Bloomberg gần đây đưa tin, tình báo quân đội Nga đã tăng cường hoạt động ở các nước châu Âu và đang thuê những người trẻ tuổi để thực hiện hành vi phá hoại. Trong một động thái khác, hãng tin Bloomberg hôm 5 tháng 6 cho hay, doanh thu từ dầu mỏ của Nga nộp vào ngân sách nhà nước trong tháng 5 tăng gần 50% so với năm ngoái. Nguyên nhân của điều này là do giá nguyên liệu thô tăng cũng như sự thích ứng của Moscow trước các lệnh trừng phạt quốc tế. Một tin đã phân tích dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga và kết luận rằng thuế liên quan đến dầu mỏ đã tăng lên 7,1 tỷ USD vào tháng trước. Thu nhập tăng theo sau sự tăng giá của dầu ura. Giá dầu ura được sử dụng để tính toán ở mức 74,98 USD trên một thùng so với 58,63 USD trên một thùng một năm trước đó. Các nhà báo viết. Mức chiết khấu của hỗn hợp so với tiêu chuẩn thế giới Brent đã giảm ngay cả trong bối cảnh hạn chế về giá do các nước G7 đưa ra. Đồng thời, Bloomberg lưu ý rằng Nga đã thích nghi với các hạn chế, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga của Liên minh châu Âu, sử dụng một hạm đội tàu chở dầu khổng lồ và bán dầu của mình cho khách hàng châu Á. Vào năm 2022, các nước phương Tây đã đưa ra mức trần giá dầu của Nga, nhưng nó không hiệu quả vì Điện Kremlin lách các hạn chế bằng mọi cách. Mới đây, Reuters cho hay, hạm đội tàu chở dầu bóng tối của Nga đang gây thiệt hại cho môi trường. Trong một thông tin khác, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Sijakto, người hiện đang tham dự diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg, Nga, tuyên bố Hungary sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ. Theo ông Sijakto, Hungary sẽ có đại diện tại sự kiện này ở cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tức là ông sẽ tự mình đi. Đồng thời, ông bày tỏ sự thất vọng khi Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hungary cho biết, Chúng tôi tin rằng sẽ đạt được kết quả thực sự nếu mọi người ngồi vào bàn đàm phán. Lần này không phải như vậy, nhưng vì chúng tôi tôn trọng những nỗ lực hòa bình của Thụy Sĩ, nên chúng tôi sẽ tham gia ở cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, như ông Sijato đã lưu ý, lý do ông tham gia là vì Hungary ủng hộ hòa bình và sẽ tham gia vào tất cả các sự kiện về hòa bình trong chương trình nghị sự. Trước đó, ông tuyên bố rằng Hungary chưa quyết định có tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình hay không, vì nước này không thấy vô nghĩa nếu Nga không được mời. Trong tin tức khác, Chính phủ Đài Loan quyết định cấm xuất khẩu các sản phẩm nitrocellulo sang Nga và Belarus nhằm ngăn chặn việc sử dụng nó trong vũ khí của Nga. Quyết định sẽ có hiệu lực vào ngày 14 tháng 6. Điều này đã được Bộ Kinh tế Đài Loan công bố. Thông tấn xã Trung ương CNA cho hay, vì trong nước chỉ có một nhà sản xuất nitrocellulose có hàm lượng nitơ dưới 12,2% và các nước nhập khẩu chính là Mỹ và Nhật Bản nên biện pháp kiểm soát mới sẽ không ảnh hưởng đến các nhà máy của Đài Loan. Sau lệnh cấm xuất khẩu 77 máy như máy IDM sang Nga và Belarus vào ngày 8 tháng 3 năm nay, Cục Thương mại Quốc tế của Bộ Kinh tế Đài Loan đã bổ sung thêm sản phẩm nitrocellulose vào lệnh cấm xuất khẩu sang Nga. Các quan chức giải thích rằng nitrocellulose là thành phần chính của thuốc súng không khói và cả Mỹ và EU đều có quyền kiểm soát xuất khẩu chất này. Nguồn tin cho hay, Đài Loan ban đầu có biện pháp kiểm soát xuất khẩu nitrocellulo có hàm lượng nitơ trên 12,2% và việc bổ sung nitrocellulo có hàm lượng nitơ dưới 12,2% lần này nhằm tăng cường kiểm soát để không trở thành kẽ hở trong kiểm soát quốc tế. Đồng thời, chỉ có Taiwan Nitro sản xuất được nitrocellulo có hàm lượng nitơ dưới 12,2%, chủ yếu bán sang Mỹ, Nhật, Việt Nam và dùng làm chất kết dính cho kim loại, gỗ, da, nên quy cách kiểm soát mới sẽ không có tác động đáng kể đến các nhà máy của Đài Loan. Nitro cellulose được sử dụng tích cực để sản xuất đạm và trên thế giới đang có sự thiếu hụt nhất định về nguyên liệu thô này do nhu cầu về nó tăng vọt. Hãng tin NSK cho hay Trung Quốc đã tăng mạnh xuất khẩu nitro sang Nga và Mỹ lo ngại về việc Bắc Kinh xuất khẩu vật liệu đa dụng sang Moscow. Chuyển sang tình hình tại Trung Đông. Thưa quý vị, liên quan đến những xung đột mà Israel phải đối mặt ở Trung Đông, một số học giả cho rằng nếu chính quyền Thủ tướng Netanyahu nhất quyết tiếp tục phản công, Israel có thể phải đối mặt với tình trạng mất hơn nữa. Cựu Trung tướng Trương Diên Đình, Phó Tư lệnh Không quân Trung Hoa Dân Quốc, có bằng tiến sĩ khoa học chính trị, nói với báo sau hốp rằng Israel hiện đang tiến hành sứ mệnh truy quét cuối cùng ở Gaza mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong quá trình tiêu diệt phong trào khủng bố Hamas, họ sát hại quá nhiều người, hàng chục nghìn thường dân Palestine ở Gaza đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, gây ra sự phẫn nộ của công chúng trong cộng đồng quốc tế và gây áp lực lớn lên Israel cũng như những người ủng hộ nước này, gây ra những hậu quả lớn từ dư luận quốc tế và áp lực ngoại giao. Ông nói thêm rằng, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm ủng hộ Israel, Mỹ đã yêu cầu Israel ngừng bắn nếu không Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí, đạn dược cho Israel. Mỹ đã 5 lần liên tiếp sử dụng quyền phủ quyết để ủng hộ Israel. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động ủng hộ Palestine trong các trường đại học Mỹ và nhiều nước trên thế giới đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chính trị đối với Israel. Chuyên gia quân sự cho rằng, sau khi Israel hoàn tất việc khai triển quân ở Gaza, họ sẽ quay về phía Bắc để tấn công Hezbollah ở Liban. Họ sẽ tiêu diệt từng người một, cuối cùng họ sẽ tấn công Syria ở Đông Bắc, tức là cao nguyên Golan. Cũng có một số biện pháp gian đe quân sự, vì vậy chúng ta có thể thấy rằng cuộc chiến này không tốt cho Israel vì nước này sẽ phải đối mặt với áp lực từ nhiều nước trung đông hơn. Tướng Trương cho biết có hai quốc gia Ả Rập ở Trung Đông và 1,7 tỷ người trên thế giới là người Hồi giáo. Những người này không hài lòng với hành động quân sự của Israel ở Palestine. Do đó, dù Israel giành chiến thắng trong hoạt động quân sự trên bộ ở giải Gaza về mặt này, nhưng nước này đã đánh mất sự đồng tình và ủng hộ của quốc tế đối với mình. Vì vậy, đây là một động thái nhỏ gây ra một tổn thất lớn. Tướng Trương nói thêm, Tôi nghĩ Israel đã mất rất nhiều tiền. Điều quan trọng nhất là họ đã sát hại quá nhiều người. Ngày 7 tháng 10, 2023, Hamas đã sát hại hơn 1.100 người ở Israel, nhưng Israel đã cướp đi sinh mệnh của 30.000 người. Tỷ lệ này quá chênh lệch. Chuyển sang những thông tin khác. Truyền thông Mỹ Newick hôm 4 tháng 6 đưa tin, dựa trên những hình ảnh vệ tinh mới nhất, quân đội Trung Quốc đã khai triển 6 chiến đấu cơ tàng hình J-20 thế hệ thứ 5 tới khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ. Phân tích của hãng tin về hình ảnh vệ tinh hồn mở do nhà cung cấp dữ liệu không gian địa lý sentinel h cung cấp hôm 2 tháng 6 cho thấy, sau chiến đấu cơ tàng hình J-20 đang động tại căn cứ không quân Singashi ở Tây Tạng cùng với 8 chiến đấu cơ J-10. Hiện chưa rõ liệu các chiến đấu cơ này có đồn trú tại sân bay trong thời gian dài hay không, nhưng việc chiến đấu cơ J-20 xuất hiện tại căn cứ không quân Singashi ở Tây Tạng ở biên giới Trung Quốc, Ấn Độ là cực kỳ hiếm. Tập đoàn tình báo không gian địa lý Arsho Analysis của Hoa Kỳ tuyên bố rằng căn cứ không quân Singashi của quân đội Trung Quốc là một sân bay lưỡng dụng cách biên giới tranh chấp với Ấn Độ khoảng 150 km. Các thẳng quân sự vẫn ở mức cao dọc theo biên giới tranh chấp dài 2.100 dặm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, được gọi là đường kiểm soát thực tế, khi các cường quốc châu Á có vũ khí hạt nhân tiếp tục xây dựng quân đội và cơ sở hạ tầng ở khu vực miền núi. Trong một cuộc phỏng vấn với New York, Nakash một tướng Ấn Độ đang nghỉ hưu và là thành viên nổi tiếng hiện tại của tổ chức Quỹ Quốc tế Canada ở New Delhi cho biết. Các chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc được trang bị hỏa tiễn có tầm bắn hơn 300 km, gây ra mối đe dọa cho vùng Sikkim, Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Một cuộc xung đột đẫm máu đã nổ ra giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tại thùng lũng Gawan ở khu vực phía tây biên giới vào tháng 6 năm 2020. Ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc đã thiệt mạng. Tờ India Express ngày 11 tháng 5 đưa tin, vẫn còn 50.000 đến 60.000 quân được khai triển gần đường kiểm soát thực tế ở biên giới Trung Ấn trong một động thái khác. Thưa quý vị, tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 5 tháng 6 cho biết, máy bay ném bom chiến lược B-1B của quân đội Mỹ đã bay tới bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ngày hôm đó. Trong quá trình diễn tập, Mỹ đã thả bom tấn công trực diện phối hợp GDAM xuống trường bắn trong nước của Hàn Quốc. Được biết, động thái này nhằm đáp trả hành vi khiêu khích của Triều Tiên đối với Hàn Quốc như thả bóng bay rác trên không. Nguồn tin chỉ ra rằng máy bay ném bom B-1B đã tiến hành một cuộc tập trận chung với không quân Hàn Quốc vào ngày hôm đó, nhằm cải thiện thế trận phòng thủ chung của Mỹ và Hàn Quốc. Cho đến nay, Hàn Quốc đã chấm dứt thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9 với Triều Tiên và bắt đầu lại hoạt động huấn luyện pháo binh gần các đảo phía Tây Bắc và đường phân giới quân sự Hàn Quốc, MDL, vào tháng 6. Đồng thời, các cuộc tập trận và huấn luyện hải quân gần biên giới phía Bắc cũng sẽ được tái khởi động. Khi mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên suy giảm, chính phủ Kim Jong Un ừ của Triều Tiên đã nhiều lần đưa ra các hành động khiêu khích công khai, tiến hành các cuộc tập trận phóng thử hoạt tiễn và công khai đe dọa sẽ không loại trừ việc tiến hành các cuộc tấn công không thụ động vào Hàn Quốc. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6 chỉ ra rằng, gần đây, Triều Tiên dường như đang dỡ bỏ phần phía bắc của tuyến đường biển Hoa Đông nối lại hai miền Triều Tiên. Động thái này có thể phản ánh rằng Triều Tiên sẽ không vận hành tuyến đường sắt này trong tương lai bày tỏ ý định cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa hai bên. Theo hãng thông tấn John Hub, hai miền Triều Tiên đã tổ chức lễ vận hành tuyến đường sắt trên biển Hoa Đông vào năm 2007. Tuy nhiên, do quan hệ giữa hai bên không được cải thiện, nên trên thực tế, tuyến đường sắt này chưa bao giờ được đưa vào sử dụng. Nếu Triều Tiên nhất quyết theo con đường riêng của mình, tuyến đường sắt nối liền hai miền Triều Tiên sẽ là mục tiêu dỡ bỏ tiếp theo của họ. Khi quan hệ với Triều Tiên trượt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, Hàn Quốc tìm kiếm sự hợp tác với các nước khác trong các lĩnh vực như khai thác mỏ, năng lượng và sản xuất. Vào ngày 5 tháng 6, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Hàn Quốc và châu Phi đầu tiên và đạt được tổng cộng gần 50 thỏa thuận với 23 quốc gia châu Phi về nguyên liệu khoáng sản, cơ sở hạ tầng và các loạt loại hình khác. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cho biết Seoul sẽ tăng viện trợ cho châu Phi lên 10 tỷ USD trong 6 năm tới và sẽ cung cấp 14 tỷ USD tài trợ xuất khẩu để thúc đẩy thương mại và đầu tư của các công ty Hàn Quốc ở châu Phi. Mặt khác, về chủ đề bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với tạp chí Time rằng Bình Nhưỡng không phải là một đe dọa chính hiện nay và ông đã thảo luận về những thành tiệu ở khu vực Ấn Độ Dương thái Bình Dương, trong đó có Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật-Hàn đã được tại hội nghị thượng đỉnh Camp David vào năm ngoái. Và quan hệ đối tác an ninh AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc đồng thời nhấn mạnh rằng những điều này đều có lợi cho sự phát triển và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bất chấp những căng thẳng đang diễn ra, chính quyền ông Biden luôn bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên nhằm giảm bớt tình trạng thù địch. Đại tá đang nghỉ hưu của Hàn Quốc, Cát Hoàng Cơ, nói với hãng tin North Korea News rằng mối quan hệ hiện tại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn rất nguy hiểm. Bình Nhưỡng chưa bao giờ thay đổi mục tiêu chinh phục Hàn Quốc bằng chủ nghĩa cộng sản. Quyết định chính sách của chính phủ ông Yoon Suk Yeol của Hàn Quốc ủng hộ Nhật Bản đã thực sự thúc đẩy việc cải thiện quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của Đài Thời sự đến đây là kết thúc. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.